Thực ra trước hết là cảm ơn một người bạn gọi là đồng nghiệp, nhưng mà không ngờ là chúng ta lại chơi với nhau được cả 10 năm rồi. Và cái tên gọi Honey là một cái tên mà tôi nghĩ rằng là nó rất là ngọt ngào, mặc dù là không có quá nhiều những cái phức tạp trong cái tình bạn của chúng mình, nhưng mà những cái sự chia sẻ đó nó làm cho tôi thấy rằng là tôi may mắn có một người bạn, một người gọi là còn hơn cả người yêu như nì nữa. Tôi mong là cái cảm xúc này, cái tình bạn này, cái mối quan hệ của chúng ta sẽ còn lâu dài hơn nữa. Rồi về lời xin lỗi thì tôi nghĩ là tôi không có gì để xin lỗi rồi. Có lúc nào mà làm cho nì buồn bây giờ thì phải nói ra, chứ còn tôi nghĩ là tôi luôn luôn muốn cho nì cười, cho nì vui, cho nì hạnh phúc. Nì biết mà, đúng không? Quay lại cái chuyện hồi nãy mình kể đó, một lần nữa là tôi vẫn muốn là xin lỗi nếu mà cái lần đó tôi to tiếng. Vì bọn mình chẳng bao giờ to tiếng với nhau, nhưng mà vì cái lần đó, vì một cái sai sót của tôi mà tôi lại đi to tiếng với Nì. Tôi vốn là một người may mắn, nhưng mà cuộc sống của tôi, cuộc đời của tôi may mắn hơn vì có một người bạn như Nì. Có thể là tôi không tìm được những cái cảm giác ấm áp bên cạnh người đàn ông mà mình từng yêu, nhưng mà bên cạnh Nì tôi tìm được cái cảm giác đó. Thì đối với tôi như vậy là đủ. Tức là với mỗi người mình sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau. Thì với tôi, sau nhiều năm tụi mình lăn lộn trong nghề, thì tôi thấy là tình bạn là quan trọng nhất, quý giá nhất. Cho nên hồi nãy Nì ghi là sẽ giận nếu mà tôi có bạn trai bỏ Nì, thì tôi hứa với Nì là tôi không bỏ bạn trai mà tôi cũng không bỏ Nì. Là hai vậy à? Không bỏ ai hết, yên tâm. Nói chung là với tôi, tình bạn với Nì là một trong những điều mà quý giá nhất mà tôi phải giữ gìn. Cảm ơn. Xinh quá. Thiệt luôn á. Thật ra vậy nè, đôi khi á, cái cảm xúc của mình á, nó tuôn trào vậy đó. Đây là món quà của chương trình gửi tặng đến Phước Thiên và Uyên Linh. Thấy Yeah. không? Thế này thì muốn lấy đầy hay lấy vơi? Thôi để tôi lõm đi vậy. Hãy nói cho khán giả nghe nè, cảm xúc của hai người khi mà đến với chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Trước hết là cảm ơn chương trình, tại vì có một cái dịp để Thiên và Linh, nếu mà là một người khác rủ thì chắc chắn là Thiên sẽ không nhận lời rồi. Thiên biết rằng là Linh cần Thiên biết rằng là có rất là nhiều điều để nói, nên là Thiên nhận lời Linh. Tại vì Thiên nghĩ là với người bạn của mình thì Thiên luôn luôn phải sẵn sàng. Cảm ơn Linh, cảm ơn tất cả chương trình đã tạo điều kiện cho Thiên và Linh có một cái ngày vui để nói chuyện ngày hôm nay. Linh cảm thấy như thế nào? Linh thì qua những phút chia sẻ, mặc dù nó ngắn ngủi thôi, nhưng mà nó sẽ là một kỷ niệm rất là đáng nhớ dành cho Linh và Thiên. Thì Linh mong rằng là mỗi người ở ngoài kia sẽ may mắn gặp được một cái tình bạn và sẽ biết nói những cái lời yêu thương, tức là chăm chỉ nói những lời yêu thương dành cho người mà mình quan trọng đối với mình. Cảm ơn Uyên Linh vì đã chia sẻ. Đây là chương trình Giải Mã Tri Kỷ, là một kỷ niệm của Uyên Linh. Và thật sự cảm ơn Quốc Thiên, cảm ơn Uyên Linh đã đến với chương trình. Quý vị thân mến, chương trình Giải Mã Tri Kỷ sẽ luôn tạo nên những kỷ niệm thật đẹp. Tất cả những nghệ sĩ, những người bạn, đồng nghiệp đến đây, họ trò chuyện và qua đó chúng ta sẽ hiểu thêm những nhân vật mà mình yêu quý. Hãy như một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện, được phát sóng vào lúc 19h15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn ngay bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.